Và ông thầy của Đức Trình lúc này tại SCB Đà Nẵng là Lê Đức. Huỳnh Đức ở trận đấu gặp chính đội Lào tại SEA Games năm 99 đã ghi 4 bàn trong một trận đấu của Việt Nam thắng Lào đến 9-0. Lúc này cặp cánh của U20 Việt Nam là Hồ Tấn Tài bên phải và Đoàn Văn Hậu ở cánh trái. Văn Hậu đã không chơi một phút nào ở trận đấu trước, giống như Quang Hải và Đỗ Hùng Dũng. Chia Việt Hưng. Việt Hưng đang chứng tỏ khả năng điều tiết rất tốt. Một pha mở dài. Rất tiếc là đá việt vị. Đó là Đoàn Văn Hậu. Bóng được phát đi hơi chậm. Văn Hậu đã di chuyển chủ động. Và nếu pha chuyền bóng nhanh hơn một chút thì đã là một cơ hội. U22 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng đến huy chương vàng tại SEA Games lần này. VFF đã thuê cho các tuyển thủ một khách sạn riêng khi thấy là khách sạn ban tổ chức bố trí xa với sân thi đấu. Lúc này đội nữ Việt Nam đã thi đấu xong trận ra quân và hòa Thái Lan với tỷ số 1-1. Về lý thuyết, Việt Nam và Thái Lan đều muốn nhất ở bảng đấu của mình. Bảng đấu có 3 đội, qua đó có thể tránh được gặp Myanmar ở bán kết. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình kết số VC. Trận đấu giữa hai đội U20 Việt Nam và U22 Lào. Đây là trận đấu tại vòng B của bóng đá nam SEA Games lần thứ 30. Việt Nam đang dẫn 1-0 với bàn thắng của Tiến Linh. Triệu Việt Hưng. Cách đây 4 năm ở vòng bảng của SEA Games tại Singapore, Việt Nam chỉ thắng được Lào với tỷ số 1-0. Đó là giải đấu dẫn dắt U20 Việt Nam là huấn luyện viên Miura, người Nhật Bản. Thủ môn của U22 Lào Sai Savat, năm nay 20 tuổi. Anh đã bắt cho Young Elephant, đội bóng của Lào League. Đoàn Văn Hậu. Việt Hưng đang đá giữa sân cùng với Trần Thanh Sơn, cầu thủ 21 tuổi của Hoàng Anh Gia Lai. Đỗ Hùng Dũng đang thi đấu nhưng thi đấu cao hơn vị trí sở trường của anh. Nếu như đây là trận đấu bóng ba sờ tiếp tục có những sự nghi binh và khiến đối phương có thể bất ngờ thì đó là điều cũng rất dễ hiểu. Về lý thuyết thì sau trận đấu này chúng ta có 3 trận đấu sẽ là khó khăn nhất, gặp Indonesia, Singapore và Thái Lan. Triệu Việt Hưng. Đoàn Văn Hậu. Thanh Sơn. Cầu thủ Việt Nam đã có bàn thắng rất sớm và bây giờ có thể chơi nhẩn nha.
chia Việt Hưng. Tiến Linh. Việt Hưng đang chơi tỉnh táo và rất kỹ thuật ở giữa sân. Huấn luyện viên Park Seo đang sử dụng bộ đôi từ trung tâm của Hoàng Anh Gia Lai. Đây là những cầu thủ rất hiểu nhau. Pha phạm lỗi của Tiến Linh. Không chính xác. Vào lúc này bảng B của bóng đá nam SEA Games 30, Việt Nam và Indonesia đều đang có được 3 điểm. Lào và Singapore đều đang được 1 điểm. Thái Lan và Brunei đều chưa có điểm. Tại bảng A vào lúc này, Campuchia và Myanmar cùng đang được 4 điểm sau 2 trận đấu. Malaysia và Philippines đều đang có 1 điểm. Timor-Leste chưa có điểm. Văn Toàn là thủ môn của Hải Phòng, năm nay mới 19 tuổi. Ba thủ môn của Việt Nam dự kỳ SEA Games lần này gồm có Bùi Tiến Dũng, Văn Toàn và Văn Biểu. Thủ môn dự bị của Lào ở trận đấu ngày hôm nay là Solasak, cũng đang bắt cho Young Elephant giống như thủ môn chính Sai Savat. Đỗ Hùng Dũng. Hùng Dũng đang đá lệch trái trong 3 hộ công. Pha xử lý của Quang Hải. Chúng ta xem lại pha phạm lỗi của Bunlovongsa. Anh đã phạm lỗi với đội trưởng Quang Hải. Ở trận đấu tại vòng bảng giải bóng đá Đông Nam Á cuối năm ngoái, Quang Hải đã ghi một bàn vào lưới đội tuyển Lào từ một pha đá phạt rất đẹp mắt. Đó là trận đấu diễn ra tại Viêng Chăn. Quang Hải đánh đầu không vào. Pha dâng cao của trung vệ Ngọc Bảo. Ngọc Bảo là cầu thủ đã chơi tốt ở trận đấu gặp Brunei. Tất nhiên là Brunei sức kháng cự rất yếu, hầu như không thể lên bóng. Trận đấu gặp Brunei, Ngọc Bảo có những pha dâng lên tấn công dũng mãnh, có những đường nét khá giống với Quế Ngọc Hải. Trong ngày hôm nay thì sơ đồ chiến thuật cứng của Park Seo vẫn là 3-4-3. Tuy nhiên khi cần ở khu vực giữa sân, Việt Hưng sẽ đá lui xuống một chút. Thanh Sơn có thể dâng lên, tạo thành hộ công thứ 3 phía sau Tiến Linh.
đường chuyền của Thanh Sơn. Thanh Sơn là người đã có pha tranh chấp để tạo ra cơ hội và Tiến Linh mở tỷ số. Giống như trận đấu trước, đến lúc này Ngọc Bảo thường xuyên dâng cao. Ngọc Bảo đang là trung vệ đá lệch bên trái. Trong thành phần của Lào dự siêu lần này, hai cầu thủ quá tuổi đều đang thi đấu tại Thái Lan, đó là Phi Thắc và đội trưởng Vong Chiên Kham. Cầu thủ Lào đang cố gắng giữ được cái ly đội hình và tranh chấp tích cực. Tuy nhiên Việt Nam vẫn chơi chủ động với trình độ vượt trội. Triệu Việt Hưng. Việt Hưng đã nổi lên từ vòng loại U23 châu Á tại sân Mỹ Đình vào tháng 3 năm nay. Sau khi SEA Games này thì cầu thủ trẻ Việt Nam lại hướng đến sân chơi U23 châu Á, giải đấu mà chúng ta là đương kim á quân. Đội Lào phản công, lập tức đã bị cắt đứt. Pha xử lý của Thanh Sơn. Trong cách chơi của mình thì Thanh Sơn và Việt Hưng đều có thể người công người thủ. Hồ Tấn Tài. Trận đấu trước mà dù chúng ta thắng Brunei đến 6-0, tuy nhiên cao thủ vẫn ít nhiều bỡ ngỡ trên mặt sân cỏ nhân tạo. Đã có những chấn thương đáng tiếc ở môn đá tài siêu lần này khi bị chảy xước trên mặt cỏ nhân tạo. Thêm một pha dâng cao của Đoàn Văn Hậu. Đỗ Hùng Dũng là người đã chuyền bóng cho Văn Hậu. Ngày hôm nay trong hai trợ lý thì có một người Ấn Độ, một người Philippines. Trợ lý Vương Cờ là trợ lý số 2 người Philippines Gobuyan. Pha phản công, bóng được chuyền cho Tiến Linh, đối mặt rất đơn giản, tỷ số được đưa lên 2-0. Tiến Linh đã tận dụng cơ hội rất tốt. Trận đấu trước Hà Đức Chinh gọi và ngày hôm nay Tiến Linh đã trả lời. Tiến Linh đã ghi cả hai bàn thắng đến lúc này. Có thể nói đây là một kiểu ghi bàn chúng ta không thường thấy dưới thời của ông Park Seo. Người kiến tạo là Hồ Tấn Tài. Cầu thủ luôn rất hiểu Tiến Linh. Trong trận giao hữu với U23 Trung Quốc trên sân khách, Tiến Linh đã ghi hai bàn cho Việt Nam, đều sau những đường chuyền của Hồ Tấn Tài, đồng đội ở Bình Dương. Huấn luyện viên Park Seo và trợ lý Nguyễn Văn Đàn. Văn Đàn từng là thầy của Triệu Việt Hưng và ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Triệu Việt Hưng
Pha tâng bóng. Tỷ số trận đấu đã là 3-0 rồi. Tình huống rời xa cầu môn của Saisavat. Lần này thì trọng tài đã không thể bắt vi vi oan với Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu đã băng xuống và tâng bóng chân trái. Bóng đập tay thủ môn đội bạn, sau đó bay vào lưới. Bảng tỷ số vẫn đang là 2-0. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là Văn Hậu không việt vị. Chúng ta cần chờ xem thực hư tỷ số là thế nào. Bởi vì những trận đấu trước bảng chữ nhầm rất nhiều. Có thời điểm còn đưa cả Đình Trọng vào sân, mặc dù Đình Trọng không thi đấu tại SEA Games. Như vậy là có lẽ vừa rồi thêm một lần trợ lý trọng tài số 2 người Philippines Ken Guyan lại bắt vị sai. Ông tiếp tục phất cờ với Đoàn Văn Hậu. Đây là phút thứ 21 và Việt Nam vẫn đang dẫn 2-0. Pha phối hợp giữa Việt Hưng và Văn Hậu là tình huống phối hợp của hai cầu thủ thuận chân trái. Pha bóng rất mẫu mực và rất đẹp. Đáng tiếc là trọng tài đã sai lầm và từ chối bàn thắng. Mọi việc đang diễn ra rất thuận lợi với U22 Việt Nam. Đoàn Văn Hậu chưa được đá một phút nào ở giải Hà Lan, tuy nhiên vẫn thường xuyên có dịp cọ sát ở đội trẻ với những cầu thủ cùng trang lứa. Đoàn Văn Hậu đã chơi tuyệt hay ở trận đấu hòa Thái Lan không đều tại sân Mỹ Đình. Đáng nhớ nhất là pha bóng quả cảm khi anh dùng mặt để cản pha dứt điểm của Thái Lan. Hình ảnh đã gây ra sự xúc động rất lớn. Đến lúc này ba trung vệ và thủ môn Văn Toản rất nhàn rỗi. Hồ Tấn Tài. Cầu thủ đã phạm lỗi là Seng Vani. Triều Việt Hưng rất kỹ thuật. Pha xử lý của Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang chơi chủ động và chặt chẽ. Cầu thủ đội Lào bị đau. Người bị đau là Keo Phu Vong.
Xen kẽ trong thời gian thi đấu bóng đá đầu tiên của SEA Games thì đài truyền hình kỹ số VC vẫn gửi đến khán giả các trận đấu ở quốc gia của Futsal. Tên gọi đầy đủ là giải Futsal quốc gia HD Bank. Giải đấu đang diễn ra tại Nghệ An. Trận chung kết và lễ trao giải diễn ra vào ngày 30 tháng 11. Huấn luyện viên người Singapore của đội Lào Chun Ramuthi năm nay 54 tuổi. Ông từng là một tiền đạo của đội tuyển quốc gia Singapore trong thời gian từ năm 1983 đến 1995. Khi còn là cầu thủ thì Chun Ramuthi từng sang chơi bóng tại Thụy Sĩ cho Basel. Đội bóng gần đây thường xuyên góp mặt tại UEFA Champions League. Trước khi dẫn dắt đội Lào thì Chun Ramuthi từng gắn bó với đội tuyển Singapore từ năm 2016 đến 2018. Ở các kỳ SEA Games đã tham dự thì thành tích tốt nhất của Lào là vào đề bán kết SEA Games năm 2009 trên sân nhà. Lúc đó người dẫn dắt U23 Lào là ông Alfred Ritter. Tại bán kết Lào đã thi đấu rất tốt trước Malaysia và thua với tỷ số 0-1. Cầu thủ áo trắng vẫn đang chứng tỏ quyết tâm rất cao, rất chịu khó áp sát. Tiến Linh đã có hai pha xử lý rất gọn gàng, giúp cho Việt Nam tạo ra sự khác biệt. Cũng phải nói thêm là Đoàn Văn Hậu đáng ra đã ghi bàn thắng thứ 3 cho Việt Nam. Tuy nhiên trọng tài đã sai lầm khi từ chối bàn thắng. Đường chuyền của Thanh Sơn không việt vị Hồ Tấn Tài, nhưng đánh rất hay của cầu thủ Việt Nam không vào. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chỉ đạo các trò có những pha mở bóng từ giữa sân sang hai cánh rất tốt. Ở trận đấu gặp Singapore, Lào đã cho thấy họ có thể tấn công biên tốt. Tuy nhiên cũng thỉnh thoảng bị hở ở hai biên. Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác với những pha xẻ bóng xuống hai biên. Quá sâu. Phút thứ 28 hiệp 1 của trận đấu, Việt Nam vẫn đang dẫn 2-0. Cả hai bàn thắng đều do công của Tiến Linh. Việt Hưng. Đoàn Văn Hậu. Chia sẻ lúc này U20 Việt Nam có những cầu thủ thuận chân trái. Chính xác là có khả năng dùng chân trái rất đặc biệt. Có thể kể đến Quang Hải, Triệu Việt Hưng
và Đoàn Văn Hậu. Trong ngày ra quân thì Đỗ Thanh Thịnh đã chơi thay Văn Hậu rất tốt ở bên cánh trái. Sau trận đấu gặp Brunei thì Trọng Hùng và Tấn Sinh đều đã bị chấn thương. Tuy nhiên lúc này lực lượng của Việt Nam rất dày. Mỗi vị trí ít nhất có hai cầu thủ trình độ cao. Đội Việt Nam có thể ghi bàn thắng thứ 3 bất kỳ lúc nào. Hồ Tấn Tài và Đoàn Văn Hậu thường xuyên leo biên. Họ cũng là những hậu vệ biên của Việt Nam thi đấu tại giải U20 thế giới cách đây hơn 2 năm. Có thể nói nòng cốt của Việt Nam dự SEA Games lần này là các cầu thủ từng thi đấu tại giải U20 thế giới. Và theo tôi đó mới là bước ngoặt lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Sau khi dự giải U20 thế giới thì các cầu thủ của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dạn dày hơn rất nhiều và đóng góp đáng kể vào chiến tích ở Thường Châu nửa năm sau đó. Thanh Sơn. Vẫn là những pha bóng từ từ, tuy nhiên rất chủ động. Cú đá từ xa và cản phá vất vả của thủ môn Say Samat. Có lẽ đó là cú sút xa của Đức Chiến. Ở trận đấu gặp Brunei, Đức Chiến vào sân thay cho Tấn Sinh. Trời nóng và hai đội được phép xin nghỉ để tiếp nước theo luật cooling break. Huấn luyện viên thủ môn của Việt Nam tại SEA Games lần này là Thế Anh. Thủ môn của Việt Nam tại SEA Games trên sân nhà năm 2003. Thế Anh cũng đã bắt từ SEA Games tại Malaysia năm 2001. Cả ba trung vệ của Việt Nam là Đức Chiến, Tiến Dụng và Ngọc Bảo đều có thể dâng cao. Ở các phút thứ 3 và 17, Tiến Linh đã ghi bàn. Sau đó Đoàn Văn Hậu cũng đã làm tung lưới của đội Lào. Tuy nhiên trợ lý trọng tài người Philippines Guian đã sai lầm khi từ chối bàn thắng. Quang Hải đá phạt góc. Bóng không chạm ai. Quang Hải là đội trưởng của U20 Việt Nam tại kỳ SEA Games lần này. Trận đấu trước Quang Hải không thi đấu, băng đội trưởng thuộc về Thanh Thịnh.
cầu thủ bị đau là tiền đạo Keo Hà Nam. Tên đầy đủ của số 9 đội Lào là Somsay Keo Hà Nam. Pha phạm lỗi của Đoàn Văn Hậu. Pha bắt bóng chủ động của thủ môn Văn Toàn. Văn Toàn được thi đấu nhiều ở đầu mùa giải V-League 2019. Trong giai đoạn cuối thì một thủ môn Vũ Hải là người hay bắt chính cho Hải Phòng. Triệu Việt Hưng. Thành Sơn. Việt Hưng. Ngọc Bảo. Quang Hải. Cho đến điểm này thì hai cầu thủ quá tuổi được bổ sung là Trọng Hoàng và Hùng Dũng khi vào sân đều không thi đấu vị trí sở trường của mình. Đó là điều rất thú vị. Cũng đã nói lên cách dùng người bất ngờ, sáng tạo của ông Quang Sơ. Thủ môn Văn Toàn đang bị trói nắng, pha mở bóng của Quang Hải. Sau khi nổi lên ở đầu mùa V-League 2019, Văn Toàn lập tức được gọi vào đội dự tuyển U23. Trong 3 thủ môn của U22 dự SEA Games lần này thì Văn Toàn là người được bắt nhiều nhất ở V-League 2019. Đường chuyền của Văn Hậu. Văn Hậu đã có những pha xử lý đẳng cấp ở bên cánh trái. Pha xử lý rất tinh tế của Quang Hải. Đức Chiến sẽ đá quả phạt này. Quả phạt ở cự ly gần 40m. Cú đá rất mạnh trúng hàng rào. Thanh Sơn, Việt Hưng, Đoàn Văn Hậu. Đường chuyền của Thanh Sơn. Sau trận đấu gặp Lào, Việt Nam sẽ nghỉ 3 ngày rồi đá với Indonesia. Tiếp theo là những trận đấu dày đặc, chỉ nghỉ 1 ngày là thi đấu. Vừa rồi bóng đá trúng tay cầu thủ Sengvani.
Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình cơ số VC. Trận đấu giữa Việt Nam và Lào tại SEA Games 30. U22 Việt Nam đang dẫn Lào 2-0, đều do công của Tiến Linh. Tiến Linh ghi bàn ở các phút thứ 3 và 17. Đoàn Văn Hậu tham gia rất nhiều vào lối chơi của U22 Việt Nam. Vẫn là những pha vây hãm. Vừa rồi là những phút mà Lào đã không thể lên bóng. Đây là bung lò vòng xa. Trong hiệp một này thì ngay cả những người chơi thiên về tấn công của Lào cũng thường xuyên phải lùi về hỗ trợ phòng ngự. Triệu Việt Hưng. Đoàn Văn Hậu. Trợ lý trọng tài lại vừa căng cơ. Lần này đúng là Đỗ Hùng Dũng đã việt vị. Đỗ Hùng Dũng là mẫu tiền vệ đa năng, có thể đá ở bất kỳ vị trí nào tại hàng tiền vệ, thậm chí lúc cần có thể đá hậu vệ biên. Đây là kỳ SEA Games đầu tiên của Đỗ Hùng Dũng. Pha bóng rất nỗ lực của tiền đạo Keo Hà Nam. Vẫn là cầu thủ Lào. Cú đá có lực từ xa. Pha dứt điểm của Bulo vòng xa. Đến lúc này số 9 Keo Hà Nam vẫn là người đá cao nhất tràng công của Lào. Với nhiều người thì trong hiệp một này Việt Nam gặp Lào thi đấu ung dung, chủ động hơn nhiều so với hình dung. Trước giải đấu ông Park Seo đã nói rằng với Việt Nam ông sẽ tính toán từng trận đấu một. Mỗi trận sẽ có một mục đích cụ thể và cách dùng con người cũng khác nhau. Đường chuyền của Thanh Sơn. Đoàn Văn Hậu.
SEA Games 30 chưa đến ngày khai mạc, có thể nói là chưa thật sự bắt đầu. Và một số trận bóng đá gần đây, đường truyền vệ tinh không được ổn định. Đỗ Hùng Dung đang là mũi công bên cánh phải của U22 Việt Nam. Đây là vị trí xa lạ với Hùng Dũng trên đội tuyển. Tiến Linh. Hiệp 1 của trận đấu có 2 phút bù giờ. Các cầu thủ Việt Nam vẫn đang chơi chủ động. Thi đấu rất tập trung, chắc chắn. Trận đấu gặp Brunei, các cầu thủ Việt Nam mặc dù thắng dễ nhưng cũng đã chơi rất tập trung, tinh thần rất chuyên nghiệp. Cú đá từ xa. Những giây cuối cùng hiệp 1 của trận đấu. Đây là Chantalangsa. Pha mở bóng chéo sân. Và như vậy là trọng tài người Ấn Độ Ramaswamy đã nổi còi khét lên một trận đấu giữa hai đội Việt Nam và Lào. Trận đấu ở bảng B của bóng đá nam SEA Games 30.